Bây giờ chúng ta sang cái vấn đề lứa đó là ổ cứng cho laptop. Thì các bạn tìm cái cổng Santa cho mình. Ổ cứng cho laptop chia làm hai phần riêng biệt thì các bạn nhớ nó không như ổ cứng như ở trong cái vấn đề nhận ổ cứng cho laptop nó chia làm hai phần riêng biệt. Không như vấn đề đó là nhận ổ cứng ở main PC. Luôi cho phần ổ cứng của laptop là được laptop tạo ra. Còn nguồn cấp nuôi cho ổ cứng ở PC là từ nguồn tích lấy vào. Vì vậy nó ổn định hơn rất nhiều đó là cái nguồn được sinh ra từ laptop. Thì vấn đề để nhận ổ cứng thì việc đầu tiên là các bạn phải có xung clock -end được đưa vào đây. À, các bạn phải có sung Glock được đưa vào cái khối uh, Santa ở đây à, Với những cái men mà đời cổ thì các bạn nên để ý đến Đó là thay thế IC Glock trước khi các bạn làm vấn đề thay thế chipset để các bạn nhận ổ cứng Thì cái lý thuyết này nó lây từ PC sang à, Vấn đề thứ hai là các bạn phải có nguồn cấp vào lui cho nó Ví dụ nếu mất nguồn 1.05V cấp vào chân Y11 và Y10 Thì các bạn sẽ không bao giờ nhận ổ cứng Các bạn để ý cho mình có xác suất nối điện trở R34 là điện trở thoát mát dẫn đến tình trạng đó là không setup cho chipset giao tiếp với ổ cứng. Nhưng cái xác suất này đó là 1 trên 1 nghìn Vì vậy là các bạn không cần để ý nhiều làm gì trong quá trình các bạn sửa chữa cả à, Tiếp theo là phải có sự giao tiếp giữa các cổng Santa Với cái rắc các bạn kết nối ổ cứng Thì bạn copy cái này Chúng ta đang đi về những cái điều kiện để ở chipset trước Thì đầu tiên đó là phải có sự thông mạch với nhau Nhưng các bạn nhớ ở đây nó lấp bởi tụ đó là C272, C274, C110, C112. À, những tụ này được lấp dùng để truyền tải dữ liệu hình sin được đưa từ ổ cứng về và được đưa từ chipset sang. Vì vậy, những tụ này bị khô, những tụ này bị giò dẫn đến tình trạng là các bạn không nhận ổ cứng. À, các bạn không thể đo đạc được bằng đồng hồ vì giá trị tụ là rất nhỏ, không phải một ufara gần như các giá trị của tụ điện nhỏ thì đừng mang đồng hồ đo làm gì mất công kể cả cơ kéo làm gì kể cả những cái đồng hồ chuyên dụng đó tụ thì cũng đừng mang đo mà các bạn bắt buộc phải đi tìm tụ thay thế tư đương vào đây tìm tụ đường santa 0.01 ufara các bạn thay vào đây để trước khi các bạn làm bài toán đó là thay thế chipset để nhận hay không nhận ổ cứng các bạn nách tiếp đó ví dụ như đây có C272, C274, C101, C102 thì các bạn kiểm tra và thay thế tụ luôn giải giải quyết vấn đề. À, hoặc là CI 69 và CI 66 thì các bạn cứ tiến hành đó là thay thử để giải quyết vấn đề. Ở chỗ này các bạn muốn dựa vào cái điều kiện trở các bạn lên đo ở trên một mên để các bạn dựa vào khái niệm trở kháng ở chỗ này để các bạn phán đoán đó là lên thay thế chipset. lên à, thay thế chipset. Không chơi quay hay là đi hấp chipset để cho nhận ổ cứng. Thì với cùng một chipset ví dụ như H65, H55, IBM GBM thì sẽ có chung trở kháng với nhau. Vì vậy men nên hình vui lòng chuyển que đen về mát Que đỏ trích vào chân số 2, số 3, số 4, số 5 Để các bạn đo trở kháng Để các bạn tự nhớ cho các bạn Trở kháng nó thường rơi vào cái ngưỡng đó là 0.35 Nếu có một chân nào giảm Thì các bạn vui lòng thay thế chipset Nếu có một chân nào tăng Thì các bạn vui lòng là đi hấp chipset Để cho các bạn nhận ổ cứng Ok chưa ạ Ngoài ra chúng ta còn một điều kiện tách biệt nữa Đó là nguồn 5V cấp vào lui cho ổ cứng Từ cái trạng thái là ở chân số 14, 15 nó có tên nó là cộng 5V HDD. Thì các bạn copy cái này. Đến đây các bạn phải kiểm tra điện áp này không được ở trạng thái nó là 4,8 mà bắt buộc phải là 5V. Nếu các bạn đo ở cuộn dây 3V 5V đồng hồ của bạn hiện 5V thì các bạn cũng phải đo ở cuộn dây đo ở chân số 14 cũng phải có điện áp bằng 5V. Nếu xuống ở trạng thái 4,8 hoặc 4,7 thì đi sửa cho nó lên 5V. Ví dụ như ở bên này nó rất, rất đơn giản là được chuyển đổi qua cái điện trở R173 hay là được lối thẳng từ nguồn 5V cộng. Thì bạn copy xem 5V cộng đi đâu. Thì bạn đi sửa cái mạch 5V cộng để cho nó ổn định cái điện áp này. Đó bạn nhìn này. Nguồn 5V cộng được uh, lấy từ cộng 5V VCU từ cuộn dây 3V 5V ra. Và được mở bằng lệnh MEND có điện áp bằng 12V. Chuyển đổi bão hòa cái điện áp 5V sang từ chân số 5 sang chân số 1. Thỏa mãn điều kiện cấp nguồn nuôi chỗ cứng.